Với Android Lollipop 5.0 thì dường như Google đã thành công trong việc thể hiện nỗ lực của mình đáng kể trong việc cải thiện cả hiệu năng lẫn cách thiết kế mà Google đem đến cho người dùng trải nghiệm hoàn toàn mới nhờ thiết kế Material Design. Và ở đây mình đã có hai chiếc Samsung Galaxy Z. Chiếc màu trắng của mình thì đang chạy Android 4.4 phiên bản KitKat, còn cái chiếc màu hồng ở bên tay phải thì đang chạy Android Lollipop 5.0. Thực chất cái phiên bản 5.0 ở trên Galaxy Z là được port qua từ phiên bản Galaxy Note 3 với phiên bản mã N9005. Và hôm nay mình sẽ so sánh chi tiết về một số những sự thay đổi chính ở trên 5.0 so với 4.4. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng thử khởi động lại hai thiết bị này để xem tốc độ khởi động của thiết bị nào nhanh hơn. Trước hết là ở trong cái giao diện menu lựa chọn khi mình bấm và giữ cái phím tắt nguồn. Rõ ràng là trên phiên bản Android Lollipop 5.0 nó đã tối giản đi rất nhiều. Bây giờ chúng ta hãy cùng khởi động lại máy. Như vậy là chiếc chạy Android 4.4 của mình đã hoàn thành cái việc tắt máy trước cái phiên bản Android 5.0. Tiếp tục chúng ta sẽ khởi động máy cùng một lúc. 1, 2, 3. Trên chiếc bên phải màu hồng chạy Lollipop 5.0 hiện ra logo Samsung trước tiên. Tuy nhiên là cái chiếc Galaxy Z bên tay trái chạy Android 4.4 mới là người chiến thắng trong cuộc đua khởi động này. Android Lollipop thì cũng chỉ theo sau một chút mà thôi, không có quá nhiều sự khác biệt ở trong này. Thay đổi lớn nhất ở trên phiên bản cập nhật Lollipop 5.0 mà mọi người có thể nhận ra ngay lập tức đó chính là sự thay đổi về cái cách thiết kế giao diện. Ở trên giao diện của 4.4 là cái giao diện TouchWiz của Samsung, nó khá là nhàm chán và đơn điệu. So với cả 5.0 thì mọi thứ đã tốt hơn rất nhiều. Chiếc máy vẫn sử dụng giao diện TouchWiz nhưng một phần nào đó nó vẫn được hưởng thụ cái thiết kế của Google Material Design. Ở trong phần Control Center, những cái phần nút bật tắt nhanh đã có sự thay đổi thiết kế hoàn toàn khác. Giao diện trở nên phẳng hơn, kể cả những thay đổi rất là nhỏ từ những cái icon của gọi điện hay là danh bạ của Samsung. Và khi mà chúng ta truy cập vào một số những cái ứng dụng như là ứng dụng mặc định như là trình tin nhắn thì mọi người thấy tiếp một cái sự thay đổi của giao diện. Đó chính là cái thanh thông báo trạng thái ở phía trên nó đã được thay đổi cho đồng màu với cả cái ứng dụng đang hiển thị thay vì là một cái thanh màu đen như là ở trên phiên bản 4.4 trước đây. Và Material Design thì nó sở hữu một cái thiết kế phẳng nhìn khá hiện đại và bắt mắt, cùng với đó là những cái màu sắc hết sức rực rỡ và hài hòa với cái kiểu thiết kế mới này. Phiên bản Android Lollipop 5.0 ở trên Galaxy Z là phiên bản port từ Note 3, thế nên nó sẽ có thêm một số những cái tính năng mà mọi người thấy ở trên dòng Note. Ví dụ như là ở trong phần này, điển hình sẽ có cái tính năng là tiết kiệm pin, trong khi đó ở trên 4.4 hoàn toàn không có. Và có một tính năng nữa là tính năng siêu tiết kiệm pin, nhưng mà cũng chia buồn với các bạn là tính năng này không thể hoạt động ở trên Samsung Galaxy Z. Điểm khác biệt tiếp theo mà mình nhận thấy đó chính là cái hiệu ứng. Hiệu ứng ở trên 4.4 nó có thời gian dài hơn so với cả ở trên phiên bản 5.0. Thế nên cảm giác cho người sử dụng sẽ là ở trên 5.0 máy chạy mượt mà hơn khá nhiều. Đơn giản nhất là các bạn hãy thử mở một cái folder ở trên thiết bị Samsung Galaxy Z sẽ thấy ngay được cái hiệu ứng mượt mà khi mà mở folder ra. Nó không bị chậm như là trên phiên bản 4.4. Nhờ có Lollipop 5.0 mà ở trên Samsung Galaxy Z của mình bây giờ đã có được cái trình đa nhiệm mới. Trình đa nhiệm này nó thể hiện theo cái dạng thẻ chồng lên nhau, khác xa so với những gì mà phiên bản 4.4 của Galaxy Z đã từng làm trước đây, là một cái giao diện liệt kê theo từng thẻ riêng biệt như thế này. Và ở trong cái trình đa nhiệm mới này của Galaxy Z, mọi người có thể kích hoạt nhanh luôn cái chế độ đa nhiệm bằng cách nhấn vào biểu tượng hai cửa sổ ở trên ứng dụng, sau đó chúng ta lựa chọn một cái ứng dụng tiếp theo. Như vậy là Galaxy Z chạy Lollipop 5.0 của mình đã có thể mở ngay đa nhiệm mà không cần sử dụng đến cái thanh công cụ bên cạnh này của Samsung. Trên Galaxy Z bây giờ cũng có cái tính năng thu nhỏ lại cửa sổ đa nhiệm theo kiểu của Galaxy Note 4. Chúng ta sẽ kéo từ cái góc màn hình xuống và nó sẽ thu nhỏ lại một cửa sổ như thế này, và hoàn toàn mọi người có thể thu nhỏ tiếp để cho nó trở thành một cái cửa sổ pop-up giống như là cái biểu tượng chat hit của Facebook. Và vì là cái phiên bản này là cái phiên bản được port sang từ Galaxy Note 3, chính vì thế mà ở trong phần mềm của máy vẫn sẽ có S Note và Scrapbook. Ngoài ra ở trong cài đặt có thể tìm thấy một số những cái tính năng nhưng mà không thể sử dụng được, như là tính năng cài đặt cho S Pen hay thậm chí cả cái tính năng là thao tác cho một tay. Nhưng mà may sao là cái tính năng thao tác cho một tay này thì mọi người lại hoàn toàn có thể sử dụng ở trên Galaxy Z. Ở đây mình đã cài đặt và bật lên toàn bộ cái tính năng thao tác một tay. Chúng ta truy cập nhanh vào cái phần điện thoại, máy sẽ cho thao tác di chuyển qua lại trái phải để có thể sử dụng bằng thao tác một tay vốn đã rất quen thuộc ở trên những dòng Galaxy Note, hay là ngay cả trong những cái bàn phím nhập liệu như thế này cũng có thể điều chỉnh cái chế độ đó. Và một cái điểm khác biệt cuối cùng so với bản 4.4 đó là nằm ở trong cái mục cài đặt. Cài đặt thì vẫn được chia làm 4 tab là kết nối thiết bị, điều khiển và cuối cùng là cài đặt chung. Thế nhưng mà cái giao diện của nó biến đổi hoàn toàn khác.
thay đổi cái tông màu đen truyền thống vốn tiết kiệm pin ưu thế của Super AMOLED. Bây giờ ở trên phiên bản 5.0 nó lại thay đổi bằng màu trắng. Cái việc thay đổi bằng màu trắng này thì nhìn máy nó trở nên hiện đại hơn và nó rất là phù hợp với những biểu tượng đầu màu sắc của Android Lollipop 5.0. Nhưng xem ra thì màu trắng có lẽ không lợi thế bằng màu đen vì Super AMOLED nó sẽ không có ưu thế tiết kiệm pin khi hiển thị màu trắng như thế này. Và như vậy là trên đây mình đã vừa ra một số những cái điểm mới khác biệt so với phiên bản cũ Android 4.4 KitKat ở trên sản phẩm Samsung Galaxy Z. Nếu những bạn quan tâm về bản ROM này thì hoàn toàn có thể cài đặt cho máy Galaxy Z của mình thông qua Recovery và một video hướng dẫn trên S Channel. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.